xin chào quý diễn giả kênh Khương Dừa. Khương Dừa cùng với Leon kính chúc quý ông bà cô chú anh chị mình thật là nhiều sức khỏe nha. Bây giờ hai chú cháu sẽ đi giới thiệu chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn đến tất cả quý ông bà cô chú anh chị, để quý ông bà cô chú anh chị biết giờ phát sóng chương trình là lúc 20 giờ thứ bảy tuần này, ngày 9 tháng 9 2023, để quý ông bà cô chú anh chị ủng hộ chương trình. Giờ đi được chưa? Hả? Thấy tôi đầu tư cho anh ghê không? Đó, một bộ đồ rất là đẹp đúng không? Cái khăn nữa thấy không? Cái nón lá nữa thấy không? Đó. Nói chuyện phải dạ thưa chứ. Hả? Dịu quá dịu. Nói chuyện phải dạ thưa đàng hoàng. Dịu. Cái ông đâu dịu? Dịu sùm quá vậy. Ông đi đâu? Ông đi quay chương trình. Sao ông báo quá vậy? Nói thằng nhỏ đang ngủ mà cứ làm cái gì vậy anh Cương? Cái gì vậy? Thôi anh mệt thân quá đi hả? Làm gì vậy? Anh làm cái gì thằng nhỏ vậy? Tự nhiên anh đi tính quảng cáo chương trình, nó đòi theo nè. Nó nói chú Khương ơi cho con đi theo, con giới thiệu chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn với chú. Diệu đây nè biểu. Đây chị nói đây nè Diệu ơi. Nó khoái chú Khương. Diệu để đó Diệu, để nhanh cho chuyện gấp lắm Diệu. Nói cứ bái chú Khương dễ thương, chú Khương đẹp trai. Đây nó nãy lẹ lắm. Cái gì mày này cấu kết với anh Khương, ôm lấy anh đi đâu suốt ngày, ôm lấy anh cho anh Khương coi nè, bạn đồ bà ba nè, vui quá nè, bú tay vậy. Chào quý khán giả cho con đó. Hồi chú Khương vừa làm chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 1 là cũng có con xuất hiện rồi. Em tập đầu tiên luôn, nó không chịu em luôn rồi anh. Tập đầu tiên con ngáp buồn ngủ, tập đầu tiên xuất hiện luôn chứ bộ. Năm nay phải làm chương trình họp báo rồi, phải giới thiệu chương trình, phải có giới thiệu ảnh, giới thiệu anh Thái xe thấy không. Khương vừa chuẩn bị có xe rất là chu đáo hôm bác, nay xe của anh làm cái gì xe em vậy anh? Anh mượn luôn nha, này gắn poster nè, gắn poster nè, đó gắn poster vô để mình đi chạy vòng dọc phố, mình giới thiệu chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn đó, bác biết ngày giờ phát sóng để mà bác ủng hộ. Chứ giờ chương trình tới ngày phát sóng rồi bà con cô bác chưa có biết nữa, rồi sao xem ủng hộ, thấy không? Dụ như lúc mới, ví dụ mới tới phim ẩn gia diện của em đi, rồi ví dụ như bà con bác chưa biết thì anh cũng sẽ phụ để giới thiệu. Giờ cho lấy anh nó phụ anh đi. Bây giờ nè, cuốn gói đi ra khỏi nhà, đi lên nhà chú Dương Khương gật khỏi luôn đi. Gật đầu. Đây. Rồi. Gật đầu. Có vali nào đẹp? Vali nào đẹp của nó đâu? Nè, đi rồi, đi. Đâu, đi ra khỏi nhà. Vali này đúng không? Gật đi. Ai cho tự ý xuống thay đồ, bận đồ rồi này kia đó, bà ba rồi này kia ở đây anh. Tôi là tôi không thèm nói chuyện với bà rồi đó. Thế anh. Tại sao đang mọc răng mà cũng đi đồ đi chơi vậy? Cái này mọc răng hả? Nghe chú Cương dụ đi chơi là khoái liền. Tôi mới trả tiền đàng hoàng, mới trả tiền kia eo rồi mà. Em chưa thấy nha. Mới làm giờ tài khoản, mới chuyển khoản vô 200 triệu rồi đó. Ấn ghê luôn ha. Trời ơi, cái có lo không? Có cái lo cho mượn cái lo được coi. Nữa anh mượn nữa nè. Đó, thu dạ, anh thu anh thu voi chứ. Thu voi giới thiệu chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn. Anh giới thiệu Ngôi Sao Miệt Vườn. Nè, anh em giới thiệu đi, chia câu giới thiệu. Bà con của bác thân mến, bà con của bác thân mến. Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 2 đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Dạ. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần từ ngày 9 tháng 9 năm 2023 trên kênh. Mình phải giới thiệu có nghệ sĩ rồi cho nó hút hút không? Dạ. Bà con của bác thân mến, bà con của bác thân mến, chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn đã trở lại mùa 2 và lợi hại hơn xưa với sự xuất hiện của bộ ba giám khảo. Dạ, tôi anh ơi, giỡn để anh thu nè. Ủa em thu không? Anh thu chứ, anh thu đặng đồ đi, còn phát sóng em nói cho. Nhưng mà nó nói một mạch luôn á nha. Phải đừng nói dấp nha. Anh nói xịt vô đây thì em dồn cho em thêm mờ. Bà con cô bác thân mến, bà con cô bác thân mến, chương trình Ngôi Sao Mùa lại bỏ. Dấp. Anh thâu anh hay dấp quá. Từ từ để em thấy cái nút này nó nhảy ra. Bà con cô bác thân mến, bà con cô bác thân mến, chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa thứ hai đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa với sự xuất hiện của bộ ba giám khảo siêu dễ thương, danh ca Châu Thanh, danh hài Minh Nhí và nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền. Xin mời bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa thứ hai. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Khương Dừa Channel, trên channel ngày 9 tháng 9 2023. Mời cả nhà đón xem. Hết pin. Hồi nãy giờ coi như không tu được gì. Kỳ vậy. Pin ở đâu? Không, nghe lại. Bà con cô bác thân mến, bà con cô bác thân mến, chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa thứ hai đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa với sự xuất hiện của bộ ba giám khảo siêu dễ thương, danh ca Châu Anh, danh hài Minh Nhí và nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền. Xin mời bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa thứ hai. Chương trình sẽ được phát sóng
ngày chiến thắng. Được chưa anh? Lại lần nữa không? À, anh. Vui, đó, vui, đó. Vui lại lần nữa đi. Nhưng mà nếu mà lại lần nữa phát cái trước được không? Hả? Không. Cái nào trước? Nó xóa hả? Không, nó đâu xóa đâu. Không, nó. Mà sao vậy? Sao sao con? Sao gạt con? Thôi vậy được rồi ha. Vậy được ha. Ở này đi rồi phường ta có hỏi mình không vậy? Đi ra đi, mình chạy vòng vòng mình giới thiệu chương trình ha, mình rao sóng mà. Rồi phát rồi. Mát bin. Còn bin đâu nhiều? Có bin không? Có bin hay khác không? Em có cục sạc dự phòng không em? Có coi lấy trong đó nó có pin á. Đây nè, trong đây nó có pin, mở pin ra. Mở pin ra. Đây nè, nè cầm ẩm đây anh. Có đâu được để pin. Hả? Nó thường nó có pin chứ ta. Có pin. À pin sạc. Để phải sạc xíu. Sạc. Bây giờ cắt clip chờ xíu ạ. À, chờ xíu rồi bác. Rồi, chờ xíu rồi bác. Dây sạc ở đâu? Để sạc pin rồi Khương Dừa với Hồ Bích Trâm với Lên sẽ đi vòng vòng quận Tân Phú để giới thiệu chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa thứ hai sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Khương Dừa. Bắt đầu từ ngày 9 tháng 9 2023 bà con bác nhớ đón xem nha. Sao anh làm dây gì? Anh đóng dây chính. Anh đóng dây quan trọng lắm đó. Anh đóng dây gì? Rồi. Dây gì thì giờ anh Khương phân. Bây giờ cái dây quan trọng lắm, bây giờ là cái dây mà giờ chở quay phim mà quay diễn viên. Vậy có diễn gì không? Không diễn. Không diễn anh. Vậy nhìn đường né. Nhìn đường là né đường thôi. Ừ. Dạ diễn vậy. Nhưng mà anh thấy thực hiện an toàn giao thông. Hả? Vậy đâu có dây gì đâu. Đó dây đó anh. Dây tài xế là bảo vệ tính mạng người khác mà. Quay qua dây. Anh nổi tiếng à. Quay qua dây anh. Vậy nhìn đường né hả? Dạ. Quay qua dây anh. Đúng rồi anh, thôi anh ấy đi về nè. Thôi nè anh nè, anh qua trẻ quá anh hết cơ hội rồi. Clip này của ai? Của anh không? Của em chứ. Em đang giới thiệu Ngôi Sao Miệt Vườn mà. Ôi có cái clip này đăng kênh của anh. Kênh em, kênh em. Kênh em. Kênh em giới thiệu. Kênh em giới thiệu Ngôi Sao Miệt Vườn. Ủa sao không lên ạ? Bà con cô bác thân mến, bà con cô bác thân mến, chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa thứ hai đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa với sự xuất hiện của một ba giám khảo siêu dễ thương, danh ca cho bác đi, danh hài bên nhí và nghệ sĩ ưu tú Ngọc Quyền. Xin mời bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa thứ hai. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Khương Dừa Radio trên nó đọc liên tục luôn. Nhỏ xíu, nhỏ xíu. Bà con cô bác thân mến, bà con cô bác thân mến, chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa thứ hai đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Đây, nó nhỏ vô. Nó ngồi đây hả? Quay xe rồi, quay xe luôn. Anh Minh quay xe, anh Minh. Nãy giờ không có ai lái xe, tự nhiên có anh Minh qua. Có anh Minh qua. Anh Minh lái xe giùm. Vô đêm Minh à. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần. Niềm mơ ước của anh đó, ngồi đây sao thấy mặt nó vậy? Ngồi đây sao thấy mặt nó vậy? Ngồi đây sao thấy mặt nó vậy? Kệ thôi chứ giờ đâu có chỗ. Bỏ nó ra đi, bỏ nó ra, không thấy nhỏ. Thấy em thôi về khỏi thôi, chạy chạy đi chị. Thấy nó nguy hiểm. Ôi sao mệt. Rồi mở sao đây? Ôi cuối cùng giờ làm gì? Anh lấy xe anh chở từ từ quay. Anh có nhiệm vụ vậy thôi đó anh. Trời ơi. Cái chương trình ta làm chương trình lớn, ta làm truyền thông lớn lắm anh ơi. Nãy mới họp báo xong rồi. Nãy mới họp báo xong mà. Anh chưa xịt lên rồi, ok. Ôi, sao mở sao? Quay xe, quay xe. Quay đầu xe. Mở sao vậy? Đây đây em cầm cho. Nước ngoài chợ nè. Ôi vậy quan trọng á, nếu mà không có anh là không có thấy hình em được á. Đúng rồi. Vậy chạy anh bất thắng là nó không lên ra, thả thắng ra lên ra nhẹ nhẹ. Trời ơi mấy giờ. Đi đường nào, đi đường nào, lộ trình đi đường nào. Phải phải, phải phải. Này mình đi mình tới mình đi tới quận nhất luôn nha. Đây luôn.
đã quay trở lại và một ba giám khảo thành thủ dễ sợ thành thủ quá. Ôi trời ơi, mô Phật. Ta làm chương trình hoành tráng không? Bố phim này cũng làm vậy nha. Ok. Bà con cô bác thân mến, chương trình đã quay trở lại. Quẹo đi, đi đeo thẳng hả? Thẳng ở đây nè anh nè. Anh đi thành công á. Ai đóng cửa? Quậy. Ai cũng dòm kìa, ai cũng dòm. Xe phải không? Cửa phải, cửa phải, đừng có ra đông người chạy xe người ta. Từ từ thôi. Anh chưa quen này. Ta làm truyền thông cái này thôi chứ về mà bà con ba không biết tới chương trình nữa thôi luôn. Móc phim anh cũng ai làm vậy nữa. Ừ, như cái nét ngày xưa luôn. Vậy ghê luôn. Bà con cô bác thân mến, bà con cô bác thân mến. Chạy nhanh qua đây. Đây. Mai đi miền Tây em phát vậy luôn á. Mai đi miền Tây em phát dọc đường vậy đó. Tao tưởng gánh hát gì là bẻ quẻ quẻ qua phải rồi phải theo phải anh chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Hương Dừa Channel trên channel ngày 9 tháng 9 ai đâu mai ba lên bà con cô bác thân mến, bà con cô bác thân mến, chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa thứ hai đã quay trở lại và lại hãy bà con cô bác hỏi kìa siêu dễ thương. Bẻ phải, bẻ phải. Bẻ phải anh. Và nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền. Xin mời bà con cô bác đón đèn đỏ, đèn đỏ, đèn đỏ. Ngôi Sao Miệt Vườn. Bẻ phải được mà. Đèn đỏ, bẻ phải được rồi. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần. Bẻ đỏ, bẻ phải. Với kênh Hương Dừa Channel. Channel, ngày 9 tháng 9 ai đâu mai ba. Nó chạy giật giật vậy. Bà con cô bác thân mến, bà con cô bác thân mến. Chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa thứ hai đã quay trở lại. Và lại hãy thân xưa với sự xuất hiện của một ba giám khảo. Anh đừng có bắt cắn, anh đạp thôi, đúng rồi, đừng bắt cắn. Anh bắt cắn là nó không lên ra. Và nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền. Xin mời bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa thứ hai. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần. Cái này có xe mà chỉ đây là dân này vô đây rồi. Rồi, ba. Rồi, ba mấy anh em. Bà con cô bác thân mến, chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa thứ hai đã quay trở lại. Và mình vô chỗ nào là đông khách cho mình dạ đông ha anh chỗ nào đông đông hả chỉ có đường này đông hả chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Hương Dừa Channel channel ngày 9 tháng 9 mốt phim làm gì vậy bà con cô bác thân mến bà con đi đường khác đi đường khác đi tuyến đường khác xuất hiện của một ba giám khảo siêu dễ thương danh ca Châu Băng danh hài Minh Nhí và nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền. Xin mời bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa thứ hai. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần. Biết tay ghê luôn. Ngày 9 tháng 9 ai đâu mai ba. Bà con cô bác thân mến, bà con cô bác thân mến, chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa thứ hai đã quay trở lại. Và lợi hại hơn xưa với sự xuất hiện của bộ ba giám khảo. Đạo diễn Minh Mấm mày phải chạy xe để tôi vừa đi với lại chương trình luôn rồi bác. Dữ không? Và nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền. Xin mời bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa thứ hai. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần. Trên kênh Hương Dừa Channel. Trên channel ngày 9 tháng 9 ai đâu mai ba. Hồi xưa người ta làm chương trình người ta phải giới thiệu vậy á. Đúng rồi, gánh hát người ta phải giới thiệu vậy mà không bác. Anh để vô quán nhậu nè. Đem chỗ nào đông đông lụi vô. Anh kia là Tân Sơn Nghì á đông. Bà con cô bác đón xem chương trình
Đi về ngoài cái ghế nó mới vui á. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Không Giờ Cà Phêu trên channel ngày 9 tháng 9 2 đô mai ba. Bà con cô bác thân mến, bà con cô bác thân mến, ngôi sao thị trường mùa thứ hai đã quay trở lại và lại hãy hơn xưa với sự xuất hiện của bộ ba giám khảo siêu giải thơ danh ca Châu Anh. Dạ đó quay phải à. Và nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huê. Mời bà con bác đón xem chương trình Ngôi sao thị trường mùa thứ hai. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần. Phải. Bà con cô bác thân mến, bà con cô bác thân mến, chương trình Ngôi sao miệt vườn mùa thứ hai đã quay trở lại và lại hãy hơn xưa với sự xuất hiện của bộ ba giám khảo siêu dễ thương. Đây anh Châu Anh, anh Lai Minh Nhí và nghệ sĩ ưu tú Ngọc Quyền. Mời bà con bác gặp có bà mẹ tưng tửng tưng tưng, gặp có ông chú tưng tửng tưng tưng, dẫn cháu, dẫn cháu theo tội nghiệp cháu. Trên kênh Khóc Vừa Cho Theo trên channel ngày 9 tháng 9 2 đô mai ba. Bà con cô bác thân mến, bà con cô bác thân mến, chương trình Ngôi sao miệt vườn mùa thứ hai đã quay trở lại và lại hãy thân xưa với sự xuất hiện của ba giám khảo siêu dễ thương danh ca Châu Anh. Lại dừng ra giấu trên cái bong bóng này nè. Bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi sao miệt vườn mùa thứ hai. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Khóc Vừa Cho Theo trên channel ngày 9 tháng 9 2 đô mai ba. Bà con cô bác thân mến, bà con cô bác thân mến, chương trình Ngôi sao miệt vườn mùa thứ hai đã quay trở lại và lại hãy hơn xưa với sự xuất hiện của bộ ba giám khảo siêu dễ thương danh ca Châu Anh. Đi bên này. Anh đừng quá tán, anh đã tán rồi. Mời bà con cô bác đón xem chương trình. Chưa chạy quen. Ngôi sao miệt vườn mùa thứ hai. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Khóc Vừa Cho Theo. Bữa giờ biết là đi chạy vòng vòng với theo bà con bác rồi. Bà con cô bác thân mến, bà con cô bác thân mến, chương trình Ngôi sao miệt vườn cũng lớn vậy bà con bác. Và lại hãy thân xưa với sự bộ ba giám khảo. Nè, tới đây quẹ rồi nha em nè. Rồi quẹ vô nhà được rồi. Quẹ vô nhà được rồi. Thôi quẹ đây, quẹ phải. Rồi phải vô nhà. Xin mời bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi sao miệt vườn mùa thứ hai. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Khóc Vừa Cho Theo trên channel ngày 9 tháng 9 2 đô mai ba. Bà con cô bác thân mến, bà con cô bác thân mến, chương trình Ngôi sao miệt vườn mùa thứ hai đã quay trở lại và lại hãy thân xưa với sự xuất hiện của bộ ba giám khảo siêu dễ thương danh ca Châu Anh. Danh Lai Minh Nhí và nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền. Quậy quá này. Mời bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi sao miệt vườn. Tới à. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Khóc Vừa Cho Theo. Trời ơi mệt quá. Trời ơi đi anh với hồ mà chân á. Mốt tới phim làm nha. Ê nè, người ta coi cái này đi anh. Dạ. Dán màn sao nữa mà. Không, mốt làm phim nè. Mốt lấy anh phim. Ơi. Vui con, cảm ơn con trai nhiều. Nó lại đi nữa đó anh. Rồi đi nữa hả? Bây giờ anh chở nó tới tháng mai nó cũng chịu nữa. Cho đi đi giới thiệu đi à. Đi xe là số 1 luôn. Đi giới thiệu đó con. Này, tháo con xuống nha. Rồi lại uống nước nha con, uống nước rồi đi tiếp nha, đi tới khuya về nha. Đi tới khuya. Mai mượn cái mượn cái lo của cục Trâm của mẹ để đi về miền Tây để phát giới thiệu. Không nha anh, em cho mượn nha, anh bỏ tiền anh mua đi chứ em hay mượn quá. Cái tiếng nó nằm ở trong đó rồi. Tiếng này thu lại. Tiếng nó nằm trong đó rồi. À đúng rồi. Chắc rồi thu lại một cái khác. Thu lại cho nó chỉnh chu hơn không? Còn bác phải dễ thương không ạ? Nó trở lại như ngày xưa. Cảm ơn anh nhiều nha. Dạ vai diễn của anh xuất sắc anh Minh à. Anh diễn hay quá. Hồi đó giờ anh thấy anh Minh làm đạo diễn lần đầu tiên, thấy anh Minh làm diễn viên xuất sắc như vậy. Đạo luôn diễn hôm qua chạy xe để con vừa đi giới thiệu chương trình mà bác thấy dễ thương không, quá nhiệt tình không? Vòng vòng nãy giờ à. Lấy sao quá sao nghe anh nói Thành à, đâu cần nghe nói đâu. Không nghe nói rồi à. Đúng rồi. Anh nói cái gì bà con bác đâu quan tâm đâu. Từ ở Bình Thạnh á, điều anh lên đây kêu chạy lên Minh bấm quay phim mà. Vui lắm. Quay phim vui lắm. Phải. Lên đây cho dài, anh khoái đóng phim mà lên đóng dài chạy vòng vòng nãy giờ. Nó nhìn chạy anh chiều đông quá xe cũng lẹt lẹt quá hả? Lắm. Nãy cũng xếp thì taxi quẹt á. Bác nói chuyện, bác nói gì, bác nói gì tào lao vậy, bác muốn nhìn luôn nè. Dễ thương quá ta. Nhỏ, anh nói sao mà nhỏ quay mặt với dơ luôn rồi. Quay ẩm rồi anh ơi. Thôi để em ẩm đi. Nè ẩm nó coi nói chịu không?
Rồi coi 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 xích đây là lần đầu tiên gặp Bắc Minh nè. Trời ơi, hồi mùa 1 là nó với Trâm diễn phụ em đó là bà bác biết may mắn lắm á. Giờ nhảy, mùa 2 quá trời nhảy luôn. Mùa 2 phải qua đi kiếm ảnh. Gì con? Giờ có băng bóng. Dạ. Kiếm ảnh để quay giới thiệu chương trình. Nè con. Cảm ơn trai. Giờ là coi sao bây giờ quý vị giả mùa 2 để quay trở lại. Nãy giờ đi vòng vòng Tân Phú là bà con cô bác cũng dòm quá trời. Có taxi thì không chịu dòm, có gì đó tập mất tập trung cũng có lạng mấy cái. Biết bữa giờ đi thu đi khóa đi lo quá phát vòng vòng thành phố được á. Vui anh để anh thu trong cái loa rồi mình ghét từng cái xe của anh đó. Xong anh cột lên cái xe ơi á. Không mình cho mấy anh chạy xe đáp á, ngượng chuyện cái mấy anh chạy vòng vòng đúng rồi ngày đó xin thù lao em dễ thương quá Trâm. Dạ rồi, rồi bác ẩm à, dạ bác tên của mình bấm coi mặt con ngọt cái con học với Trâm nghe quá dễ thương luôn. Nhìn gì con nhìn gì vậy? Đang một răng á anh. Con đây bác ẩm rồi. Ồ chịu luôn nè. Ồ vậy là bác Minh nhìn không sợ hả con? Ôi nè. Trời. Lỡ vô bong bóng không à đây nè. Cái mặt của anh với mặt nó để gần cái cửa. Ôi da. Mặt anh với mặt nó bự. Ôi da. Ai chị chị. Chưng. Cái mặt của nó bằng nửa mặt anh à. Chưng. Bum. Bum dạ. Lion. Lion. Sư tử. Tên Việt Nam là Lion. Là biên cọp à. Dạ con này là con sư tử. Này sư tử. Ai chị mấy bữa cười. Ai chị à, cảm ơn con nhiều nha. Cảm ơn con nhiều. Chuyện đẹp có đó à. Mùa 1 có nó mà. Lên diễn hay sao? Nó diễn. Nó diễn luôn á anh, nó diễn trong bụng em nè. Mùa 1 có lúc trong con trong bụng là còn một tháng nữa là em đi đẻ. Mở màn luôn á, mở màn luôn đó. Nó hợp với Trâm diễn tiết mục với lại cô bướm cái bụt tiếng chạy. Trời ơi, chú Gương chạy bây giờ tết bộ hồi hộp luôn nè. Cưng ướt áo lên luôn nè. Cưng quá à, ơi. À, ráng đi con mai mốt lớn lên. Tới phim chú Cưng vừa giới thiệu lại cho mẹ con ha. Nghe không? Dạ. Nha. À. Chạy ngang, tao gồm quá trời á. Dạ. Thì có bà con bác cũng biết mình, có nhiều bà con bác không biết mà mấy đứa mấy ba đứa này làm chuyện gì. Sợ kẹt xe mà. Sợ kẹt xe đâu. Ngã tư sợ kẹt xe á. Không mình cứ canh giờ tan tầm á đông đông cái mình lủi vô mấy cái bụng binh mình đứng lên phát. Đứng ngang ngã tư rồi đó anh, người ta dừng đèn đỏ rồi đó. Bà bác biết chương trình thì xem ủng hộ chương trình. Từ quá trời. Đây là con Hồ Bích Trâm. À, chào khán giả của chú Minh, Bích Minh. Con dưa hấu không? Bác Minh lận dưa hấu cho con nè. Dưa hấu nè. Bình thường anh nó vui lắm, nó cười hoài rồi, gặp anh nó không cười. Thế à? Không biết nữa. Không thích anh. Các bạn xấu à? Nên không thích anh. Vậy, để về quá trang cho đẹp anh. Không thích anh, không thích Bác Minh. Thôi ngồi uống nước nè. Dạ rồi, cảm ơn quý bà con cô bác nha. Để cho mình quay cho con bác. Để cho con clip rồi anh. Có clip rồi bác sĩ. Anh giữ cái, anh giữ tay nó này cho nó nhảy nè. Nhảy nè. Từ. Ồ, mới nhảy vậy hả? Đây, 2, 3. Chân. Chân. Nhảy đi. Chân. Chân. Nhảy hả? Con nhảy đi con. Nhảy. Đâu ra thái hung nít hung dữ xíu là được chứ dữ cả ngày là cũng đuối lắm á, tăng động lắm. Giờ từ sáng tới chiều nó không có vợ ngưng cái chân tay nó giờ nào trơn á. Quay gần gần anh biết thôi, cái này phải tài trợ cho anh Minh một cái mic mới được. Có chứ không xài chứ mà anh không xài ha. Bảo mà em phải công nhận một điều là anh Minh quá nhiệt tình, đang đi họp ở Bình Thạnh mà chạy về tới Tân Phú để chỉ để quay một cái clip thôi. Mà cái clip này bị lốt nữa nha. Bây giờ không có nghe tiếng gì chứ. Anh bị vô. Anh nói là anh dài trong phim ngon ra sao mình vừa. Dài hành động á. Dạ, hành động là dài vòng vòng. Anh chạy xe vòng vòng. Nó nhảy vậy. Nó phải mở nhạc cho nó nhảy ha. Nó đứng trên kén. Trên. Anh thấy mặt nó nhảy nó tươi không? Dạ. Nè, 2, 3. Chân. Nhảy đi. Chân. Thôi, con nhảy đi con. Vậy đi, giống con TikTok á. Đúng rồi. Em mở ra cho nó coi rồi nó nhảy miết vậy đó anh. Dạ. Chân. Vô cái xe của anh á. Vô xe của anh nha. Xoay xe anh nhảy mới giữ. Dạ rồi, thôi Khương vừa cảm ơn bà con bác nha. Kính chúc bà con bác nhiều sức khỏe. Dạ, cảm ơn Hậu Trâm, con Minh bấm nhiều.
mà bác nhớ đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy tuần này nha bà bác, ngày 9/9 2023 trên kênh Hương Dừa nha, nhớ ủng hộ Hương Dừa nha. Cảm ơn quý bà bác nhiều. Bà bác đón xem kênh của mình. Anh quay tiếp đi. Hãy đón xem Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 2 được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Hương Dừa Channel bắt đầu từ ngày 9/9/2023.